Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Giang Tester. Và chúng ta sẽ tiếp tục với loạt bài về Zmeter Automation API. Bài trước chúng ta đã học đến hai cái assertion rồi. Tiếp tục bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái JSON Extractor và một cái Debug Sampler. Thì giới thiệu qua một chút, JSON Extractor là một trong những loại post processors. Thì chúng ta hiểu ở đây post processor là những cái mà dùng để xử lý dữ liệu. Còn cái JSON Extractor thì chúng ta sẽ hiểu là dùng để lấy ra một cái giá trị cần thiết từ trong cái response API dạng JSON ấy. Bởi vì tại sao chúng ta không dùng luôn là JSON assertion đúng không? Khi mà chúng ta muốn verify data từ trong cái response. Tuy nhiên thực tế thì chúng ta sẽ có nhiều trường hợp mà chúng ta cần lấy ra cái giá trị ở trong cái JSON của cái API này để chúng ta nhét vào để phục vụ cho một mục đích nào đó. Ví dụ như chúng ta lại lấy cái giá trị từ cái response của API này rồi nhét vào cái request của một cái API khác chẳng hạn đúng không? Chứ không phải là dùng để verify, hoặc là vừa dùng để verify vừa dùng để dùng làm biến để đưa vào một cái API khác hoặc là đưa vào một cái gì khác để check chẳng hạn, hay là để check trong DB chẳng hạn, ví dụ như thế. Thì chúng ta phải cần đến cái JSON Extractor này. Và có nhiều loại post processor khác. Và đây là một cái chức năng cũng rất là cần thiết trong hoạt động kiểm thử API. Cách tạo của nó thì là chúng ta sẽ chuột phải vào thread group, hoặc là chuột phải vào một cái sampler, ví dụ như một cái HTTP request nào đấy, chọn add này, post processor và JSON extractor đấy, ví dụ như thế. Đây ví dụ như này, mình thử chọn một cái này, post processor đấy, JSON extractor đấy, là để lấy dữ liệu từ một chuỗi JSON và gán thành một cái biến để làm một cái gì đó. Thì ở đây chúng thấy thế giới thấy rất là nhiều trường này, apply to này, apply to này thì nó tương tự, chúng ta hiểu tương tự như cái bài trước chúng ta học đấy, là cái gì, cái response assertion này đấy, apply to ấy, nó tương tự như vậy, chúng ta hiểu như vậy. Thế còn cái names of created variables là cái tên biến chúng ta muốn đặt để gán khi cho cái giá trị mà nhặt ra được đấy. Chúng ta extract ra được một cái giá trị từ cái response API và chúng ta muốn gán nó thành cái biến thì chúng ta phải đặt tên cho biến đúng không? Thì đây sẽ chính là nơi để đặt tên biến đó. JSON path expression chính là cái JSON path để lấy ra được cái value mà mình cần thôi. Match null, null đây là number đấy. Và không for random thì cái số này để làm gì? Thì cái số này dùng trong trường hợp mà value chúng ta lấy ra ấy, nó là dạng mảng thì nó sẽ có nhiều giá trị đúng không? Đấy, thì khi mà chúng ta để như bài trước chúng ta lấy data chấm sao, à data sao chẳng hạn, chấm ID đấy có nghĩa là lấy ra tất cả ID. Thế bây giờ trường hợp nó trả ra data như thế thì mình sẽ lấy giá trị nào, thì chính là cái match null number này. Đấy, là để gắn với cái index mà nào mà chúng ta muốn lấy đấy, ví dụ như đấy, đây. Để chống hoặc điền không thì sẽ là lấy random, còn điền âm 1 thì sẽ lấy tất. Còn điền các số khác thì là để lấy đúng cái giá trị đấy, ví dụ như là data sao chấm id, ví dụ chúng ta muốn lấy cái id thứ nhất thì chúng ta sẽ điền đây là 1 đấy. Còn nếu muốn lấy ID thứ hai thì sẽ điền ở đây là 2. Đấy. Thì cho nhớ lưu ý cái chỉ số này là tính từ 1 nhé. Còn điền không thì nó sẽ lấy ngẫu nhiên. Hoặc là để trống nó sẽ lấy ngẫu nhiên. Còn nếu mà muốn lấy tất thì chúng ta điền âm 1. Còn cái compute concatenation variable này này thì nó là sẽ là lấy ra số lượng kết quả và gán thành biến. Và biến đấy nó sẽ có tên mặc định là và match number, trong đó cái var này chính là cái tên biến chúng ta đặt ở cái mục name of created đấy.
Thì lấy ra số lượng kết quả thì có nghĩa là như nào? Ví dụ như là data sao.id mà nó trả ra cho chúng ta 5 ID. Đấy thì chúng ta tích vào đây. Cho tích vào đây thì nó sẽ lấy ra một cái biến, tự động gắn cho chúng ta một cái biến ở dạng đó là, ví dụ tên này chúng ta đặt là ABC đấy, thì chúng ta tích vào đây thì nó sẽ tự lấy cho chúng ta một cái biến là ABC gạch ngang all, và cái biến đấy nó sẽ có giá trị bằng cái số lượng kết quả trả về, chính bằng 5 đấy. Đấy, và nó chúng ta có thể dùng cái biến đấy để làm gì thì làm, còn nếu không cần dùng đến thì bỏ tích đi. Default value có nghĩa là gì? Là giá trị mặc định đấy. Tức là khi mà chúng ta điền cái json tạt này mà nó không lấy được cái giá trị nào ra thì nó sẽ lấy cái giá trị mặc định này điền ở đây. Thì đó chính là các cái thành phần ở trong cái json extractor này. Tiếp theo là một cái debug sampler, là công cụ để debug, để xem log sau khi chạy và phục vụ cho việc tìm nguyên nhân đoạn script của chúng ta có thể bị lỗi chỗ nào đấy, chúng ta phải debug lên thì mới biết được tại sao lỗi. Thì cách tạo là thread group chọn add sampler debug debug sampler đây. Add này, sampler đấy, đây chính là cái debug. Thì nhìn ở đây sẽ chưa có gì, bởi vì khi cái này thì khi chúng ta phải chạy chạy xong có kết quả thì chúng ta nhìn mới nhìn thấy nó trả ra những cái gì ở đây. Ở trong cái phần result này nó sẽ chạy nó ra. Chúng ta phải đi vào ví dụ thì chúng ta mới hình dung được cái cách dùng của hai cái đó, đúng không? Thì mình sẽ có một cái ví dụ như thế này. Cho một cái API, thì chính là cái API get list user của những bài trước thôi. Yêu cầu ở đây là lấy ra ID ở vị trí thứ hai. Lấy ra ID ở vị trí thứ hai, sau đó dùng cái debug để xem kết quả lấy được là bao nhiêu đấy. Đây là lấy ra ID ở vị trí thứ hai này. Thì get list user của chúng ta đây. Chúng ta lại kéo cái gì cái json injector này kéo vào đây. Cho xuống cuối đi. Tôi sẽ đặt tên cái này là get ID. Đó. Number số 2, number 2 đi. Tiếp theo là chúng ta sẽ điền tên biến ở đây, thì đây là tên biến để chúng ta sẽ gán cho cái giá trị mà chúng ta tìm được thành một cái tên biến, thì đặt là cái gì thì đặt. Nên chúng ta sẽ đặt tên là ID number 2. Đây là json path để đến cái ID đó. Thì đây sẽ là đô la chấm data chấm ID. Thì chúng data dạng mảng nên chúng ta sẽ phải điền thêm chỉ số này. Data dạng mảng thì chúng ta sẽ là số 2 đúng không? Number 2 thì đã mà dạng mảng đã json viết thì phải là tên số 1. Chỉ số bắt đầu chạy từ 0. Cho lưu ý là cái chỉ số để viết json path này dạng mảng nó chạy từ 0 nhé. Còn cái chỉ số mà để điền ở đây thì nó lại chạy từ 1. Nó lưu ý. ID. Thì chúng ta muốn lấy cái này, chỉ số của chúng ta đã rất là cụ thể rồi và nó chỉ lấy ra được một giá trị thôi. Thì nó cứ điền là mặc định, chúng ta cứ thường điền là âm 1 nếu mà chúng ta muốn lấy tất cả những cái gì mà nó chúng ta lấy được. Đây, luôn điền âm 1 ở đây. Những cái này thì chúng ta cần thì điền, không thì thôi. Rồi, kéo này vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ chạy. À, cái này của bài trước. Chúng ta sửa cho nó sai hết, chúng ta chưa sửa lại, mình sẽ sửa lại một chút. Tôi mình sẽ ẩn nó đi, không dùng đến liên quan đến bài này, tôi sẽ ẩn đi. Rồi, chạy lại này. Đây chúng ta sẽ chạy thì chúng ta sẽ thấy là chạy thấy hai cái là get list user và debug sampler đúng không? Thì chúng ta sẽ bấm một cái debug này này, bấm một cái respond data, chúng ta sẽ nhìn thấy respond body đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy cái biến mà chúng ta nhặt được đấy thì nó sẽ trả ra giá trị là bao nhiêu này. Thì ở đây chúng ta lấy ra ID thứ hai và chúng ta đặt tên biến là ID number 2 đây đúng không? Thì các bạn lưu ý là tại sao lại có thêm cái gạch dưới một như thế này. Thì đây là cái mặc định của JMeter, cái biến mà chúng ta lấy ra được ấy từ những cái json extractor này này, thì chúng ta phải luôn luôn có chỉ số đằng sau khi mà gọi biến.
kể cả là nó chỉ có một giá trị thôi thì chúng ta vẫn phải có chỉ số bằng một ở đây. Ví dụ như có hai giá trị thì chúng ta sẽ là id null của hai gạch dưới hai chẳng hạn này. Còn bình thường nếu mà chỉ có một giá trị thì chúng ta luôn luôn lưu ý là vẫn phải có một cái gạch dưới một ở đây thì mới gọi đúng biến. Thì nó chúng thấy là chúng nó lấy được cái id number 2 bằng 8 đúng không? Thử check xem cái response trả ra id number 2 bằng 8 này đấy, chính là nó đấy. ID number 2 match number là 1 đấy. Kết quả chúng ta lấy được chỉ có một kết quả thôi đúng không? Ở đây nó vẫn in ra đây nhưng mà nếu như chúng ta không không tích chọn nó ở trong này thì chúng ta không dùng biến đấy ở chỗ khác được. Chúng ta chỉ nhìn thấy nó ở in ra được ở đây thôi. Đấy. Đấy, bài toán rất là đơn giản, chỉ là lấy ra một cái giá trị rồi dùng debug sample để xem giá trị đấy lấy được là bao nhiêu thôi. Bài thứ hai này. Hãy lấy ra tất cả ID sau đó dùng debug để xem kết quả lấy được. Đấy. Thì cái này tương tự thôi đúng không? Cái này nó đây chúng ta có chức năng duplicate này. Để nhân đôi nó lên thì chúng ta sẽ đặt tên cái này là duplicate get ID own đi. Thì chỗ này sửa thành get năm get ID own. Thì chỗ này chúng ta sẽ phải sửa thành sao đúng không? Lấy tất mà. Đấy, lấy tất cái này vẫn để là âm 1 thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thử xem. Đó, chúng ta nhìn thấy cái debug sample của chúng ta này nó trả ra tất này. Đó. ID own 1. Ở đây nó tự gắn chỉ số bởi vì cái ID này của chúng ta lấy là lấy được tất cả dữ liệu trong một mảng đúng không? Đấy, thì nó sẽ ra trả ra rất nhiều giá trị. Thì JMeter nó tự động đánh chỉ số từ 1 đến 6 này, từ 7 đến 12. Đấy. Ideal match bằng 6 đấy, tức là chúng ta trả cho nhận được 6 kết quả đấy. Thế còn cái ID number 2 với cái này là chính là của cái này bên trên, nếu mình chưa tắt đi thì nó vẫn chạy thôi. Đấy, kết quả của chúng ta. Đây là lời giải. Thì chúng ta vừa đã làm xong rồi, đã giải rồi. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những bài học sau.